cầu để ngày một đẹp hơn là nhu cầu của rất nhiều người. Còn đối với chị em phụ nữ thì ba vòng là phải lý tưởng ha, vòng nào ra vòng đó, gương mặt thì phải thon gọn. Và cái công cuộc để mà chinh phục cái lý tưởng này thì chắc chắn là còn rất là dài. Bởi vì sao ạ? Đâu phải ai sinh ra cũng sẵn có sở hữu cho mình một cái vẻ đẹp hoàn hảo đúng không ạ? Vậy thì làm sao đây để chúng ta khắc phục được những khiếm khuyết của bản thân để ngày một tự tin hơn? Chúng tôi cũng đã mời đến trường quay một vị chuyên gia sẽ tư vấn cho quý vị. Đó chính là bác sĩ Phan Hiệp Lợi, giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Và bên cạnh đó là một cô gái rất là xinh đẹp, đó là Hoàng Phương Thảo, Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2014. À, thấy là Thảo cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này đúng không? Bởi vì thấy ba vòng là lý tưởng lắm rồi. Có phải là đang quan tâm đến vấn đề là làm đẹp cho gương mặt không? Phương Thảo cũng quan tâm một chút đến vấn đề làm đẹp cho khuôn mặt. Vì khuôn mặt của Phương Thảo nó hơi tròn á, thì Phương Thảo muốn là mặt của mình sẽ V-line thêm một xíu nữa. Thì Phương Thảo sẽ nhờ bác sĩ tư vấn những cái phương pháp như thế nào để chúng ta có thể có một khuôn mặt như ý V-line. Thì cái đó là việc cụ thể từng người. Ví dụ bây giờ những người có cái cằm, cái xương hàm to, góc hàm to thì cũng muốn làm V-line phải cắt hai cái đó bỏ, thì thực hiện phẫu thuật trong vòng khoảng 1.5 tiếng đến 2 tiếng. Rồi ở người má bầu thì mình có thể là lấy vớt cái má ở mở vùng má để cho nó hết bọc, rồi sau đó chúng ta tiến hành tạo dáng lại cái gờ xương hàm bằng cách là chúng ta hút mỡ hoặc là chích thuốc cho nó gọn lại. Sau cùng thì chúng ta tiến hành sẽ đặt cằm hoặc là bơm mỡ cằm. Thì nói chung là tạo hình ngực line thì phải cụ thể từng người để coi cái kế hoạch phẫu thuật mình như thế nào, mình làm cái gì. Ví dụ cắt góc hàm, có những người góc hàm nhỏ rồi thì mình cắt, còn mình hút mỡ thôi rồi mình đặt cằm thì nó có cằm V-line. Rồi hoặc là ở trên này nó ở khuyết cái thái dương nó lõm thì chúng ta phải tiến hành bơm mỡ, hoặc là chúng ta đặt cái plug vô nó phình hai thái dương ra cho nó tương xứng chút xíu. À, bên cạnh cái việc làm mặt V-line thì lại thêm cái xu hướng mà ba vòng lý tưởng. Bác sĩ, qua cái quá trình ăn uống nè, rồi mình ít vận động nè, thì mỡ bắt đầu là nó không có chịu là hả tích tụ ở những nơi cần tích tụ đâu, nó sẽ bắt đầu tích tụ ở vòng 2, tức là làm cho cái phần bụng của mình nó to ra, rồi tự nhiên cái ba vòng như một vậy đó. Giờ làm sao để cho vòng nào ra vòng nấy đây thưa bác sĩ? Với phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ nó giống như một cái con dao mà chúng ta có thể cắt gọn ha, cắt những phần nào chúng ta cần cắt và bù lại những phần nào chúng ta cần bù. Thì đó là cái gì? Mà cái vũ khí của mình là hút mỡ. Mà với cái kỹ thuật cối tân bây giờ, thức mỡ có thể sử dụng nhiều phương pháp với sự hỗ trợ của siêu âm, của laser hoặc là hút mỡ cơ học. Thì rất nhiều cái kỹ thuật mà chúng ta áp dụng. Mà hiện tại ở bệnh viện chúng tôi thì chuyên về cái hút mỡ bằng cái phương pháp là dùng cái phương pháp nội soi, cái siêu âm để mà tán mỡ. Thì cái này lợi điểm gì là nó chỉ lựa những cái tế bào mỡ nó tác động thôi, còn thần kinh mạch máu thì nó loại trừ ra. Tôi nói từng phần, ví dụ bây giờ đó là cái người bụng to thì thường thường bụng to thì thường thường kèm eo to. Khi đến khám thì mình coi là vấn đề cái người này có cần hút mỡ đơn thuần hay là hút mỡ kết hợp với lại cắt da dư, và khi cắt như vậy thì cái đường sẹo nằm đâu. Nhưng tuyệt đối hút mỡ thì không có sẹo, sẹo rất nhỏ là qua những lỗ kim. Rồi hút mỡ lưng qua siêu âm thì chúng ta làm rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Bệnh nhân chỉ có thể ở lại bệnh viện trong một ngày, hoặc là sáng đi sớm thì chiều về. Thì cái vấn đề này không còn là vấn đề nguy hiểm nữa, mà rất là an toàn. Nhưng mà đặc biệt cái phần bụng và phần đuôi mà hút mỡ nhiều mình gây tình trạng da dư thì bắt buộc cái da nó phải cắt. Tại không cắt thì nó nhăn nhẻo còn xấu hơn chúng ta trước khi hút mỡ nữa. Chúng ta hút mỡ chúng ta có thể áp dụng vùng cánh tay, vùng mặt, cằm, rồi đuôi. Cẳng chân, bụng, lưng, vai. Thì nói chung là đại đa số các bộ phận trong cơ thể chúng ta có thể dùng máy hút mỡ siêu âm, chúng ta có thể trả lại những cái dốc dáng cho bệnh nhân không được như trước nhưng cũng tương đối là đẹp. Trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì những cái tạo dáng của mình nó sẽ bị mất đi với? Đặc biệt ở bệnh viện Anh á, thì có hỗ trợ thêm một cái máy smart led. Cái máy này để làm gì? Để dùng cái tia sáng mà chúng ta làm giảm sưng và giảm đau rất là nhanh và trở lại bình thường hoạt động rất là tốt. Nói chung là tất cả phẫu thuật mà chúng ta có thể chạy bằng smart led và sau đó chúng ta có thể dùng cái siêu âm làm chống sưng nữa, thì nó rất nhiều phương pháp để mà trở lại cái dáng vẻ bình thường rất là mau. Một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng Phương Thảo cùng với bác sĩ Phan Hiệp Lợi đã đồng hành với chương trình ạ.
Với các khán giả nào vẫn còn quan tâm, thắc mắc về các chủ đề làm đẹp, hãy liên hệ với Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi theo địa chỉ 128-130 đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp theo số 0903 755 186. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ tiếp tục với những chuyên mục khác của chương trình.